Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, thần thông trên cung trời đắc lợi, phẩm thứ nhất, Phật hiện thần thông. Ta nghe như thế này, một thuở nọ tại cung trời đắc lợi, Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sinh căn cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm ngàn vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng rỡ đầy đủ, vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí huệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phước đức, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quy y, vầng mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phát ra bất khả thuyết vầng mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm lớn. Trời rồng hội họp. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ước hàng trời rồng quỷ thần ở trong cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung trời đắc lợi, như là trời Tứ Thiên Vương, trời Đắc Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đô Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quả Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Tiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Thú Cánh, trời Ma Hê Thủ La, cho đến trời Phi Tưởng, Phi Tưởng Xứ. Tất cả thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những vị thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông trầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ. Các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quỷ vương ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác như ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh quý quỷ vương, đạm thay đoán quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, tử tâm quỷ vương, ước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Các quỷ vương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vào ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: Ông xem coi, tất cả chư Phật Bồ Tát trời rồng quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, đây đều đến hội họp tại cung trời đắc lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đến ta dùng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết. Số thánh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lô xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: Từ thuở lô xa về trước, cũng đã tu căn lành chứng đặng trí phúc ngài. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả thanh văn trời rồng tám bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau, dầu nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chắc là sinh lòng nghi ngờ, dầu chắc có lấy phong đi nữa cũng chưa khỏi hủy báng. Quý mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài tu hành gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Ví như bao nhiêu cỏ cây, lùm rừng, lúa mè, che lâu, đá núi, bụi bặm trong cõi thăng thiên đại thiên, cứ một vật làm một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, một hạt cát làm một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hạt bụi nhỏ làm một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, cũng là những thuở ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc thanh văn và bích chi Phật. Này Văn Thù Sư Lợi, ôi thần thể nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được.
về đời sau nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào, theo danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng bái lạy, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhận đến vẽ mắt đắc sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi vĩnh viễn, chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Trưởng giả tử phát nguyện: Này văn thù dư lợi, trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn, phụ túc vạn hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hành nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế. Khi ấy Đức Sư Tử Phấn Tấn phụ túc vạn hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng: Muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sinh bị khốn khổ. Này văn thù dư lợi, trưởng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng: Từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện, làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn cổ túc vạn hạnh Như Lai ngài lập nguyện rộng đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà La Môn Nữ cứu mẹ: Lại thuở bất khả tư nghị vô số kiếp về thuở trước có Đức Phật hiệu là Giác Ma Định Tự Tại Phương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp. Trong thời Tượng Pháp có một người con gái dòng Bà La Môn. Người này nhiều đời chứa phước sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo, thường khinh khi ngôi tam bảo. Thuở ấy mặc dầu thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người sinh chánh kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn, chẳng bao lâu bà ấy chết thần hồn sa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sinh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Đình Tự Tại Phương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Đình Tự Tại Phương đắp vẽ oai dung đủ cách tôn nghiêm, thánh nữ trên mái tượng của Đức Phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng. Tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ, nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi mất, tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sinh vào chốn nào. Nghĩ đến đó thánh nữ buồn tủi rơi lệ trong nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng: Thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng: Đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thất sinh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: Ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Phương Như Lai mà ngươi đương chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mày đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy, một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại rồi bạch cùng trên hư không rằng: Cúi xin Đức Phật xót thương bảo ngay cho rõ chỗ tác sinh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Phương Như Lai bảo thánh nữ rằng: Cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ, nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Phương Như Lai trải suốt một ngày một đêm. Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ, thân thể toàn bằng sắt, bay nhảy trên mặt biển, chạy rào bên này xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thoạt chìm thoạt nổi ở trong biển bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ giả xoa hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu, răng nanh chĩa ra ngoài, miệng bén nhọn dường gươm, lùa những người tội gần thú dữ, rồi quỷ lại chụp bắt người tội, túm bắt đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu kinh tiết hỏi thánh nữ rằng: Hay thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chỗ này?
Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng đây là chốn nào. Quỷ vương vô độc đáp rằng đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thật như thế chăng? Vô độc đáp rằng thật có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô độc đáp rằng nếu không phải sức oai thần cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế và có những người tội cùng với các thú dữ. Vô độc đáp rằng những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết. Trong khoảng 49 ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho, lúc sống kẻ đó lại không làm được chút nhân lành nào cả. Vì thế nhân cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này 10 muôn số tuần về phía đông lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong biển đó gấp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm khởi ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương rằng địa ngục ở đâu? Vô độc đáp rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bậc kế đó có 500 chỗ đủ khôn lường sự khổ sở, bậc kế nữa có đến 1000 cũng đầy khôn lường sự thống khổ. Thánh nữ lại hỏi rằng quỷ vương vô độc rằng thân mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Vô độc đáp hỏi thánh nữ rằng thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quên làm những nghiệp gì. Thánh nữ đáp rằng thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng tính dầu bất không bao lâu mà chưa rõ đoạn lạc vào đâu. Vô độc hỏi thánh nữ rằng thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì. Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều thuộc dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiệu là Thiên Ha Thiện Tiến, thân mẫu tôi hiệu là Duyệt Đế Lợi. Vô độc chắp tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về, chớ tiếp lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đế Lợi được sinh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu đạo phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ Đức Giác Hoa Đình Tử Đại Phương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đẳng thác danh cả. Nói xong vô độc chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bây giờ thánh nữ dường chiêm bao chợt tỉnh, rõ biết việc đó rồi bèn đối chỗ tháp tượng của Đức Giác Hoa Đình Tử Tại Phương Như Lai mà phát thề nguyện rộng lớn rằng: tôi nguyện từ nay nhân đến đời vị lai, những chúng sanh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng đó được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: vô độc, quỷ vương vô độc trước đó đây chính là ông Tài Thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Đi So Ha.